Một loại thế này hả? Dạ, tại vì phun lông mày này thì chỉ có phun được thôi chứ còn không làm cái khác được. Tại vì làm mà thế là làm sỏi nó phải có lông mới làm được. Còn lông mày mình không có lông nào hết thì chỉ có phun được thôi. Chứ nào nó bây giờ nó có nhiều công nghệ, nó phun tán bột với lại điêu khắc. Nhưng mà cái lông mày này thì nó lại không có lông, rất là khó làm chứ nó không có dễ làm luôn. Tại vì chỉ nó dụng hết. Khó làm phải là cực kỳ khó làm. Nhiều. Dạ. Nếu là mình điều trị mình giống như mình chỉ vô thuốc vô hóa chất thôi nhỉ. Dạ. Dùng được. Thế là lông mày này mà mình có làm cũng không có làm đậm được. Ừ, làm nhà mà. Làm giống như để cho nó có cái lông mày lên thôi chứ còn không có làm ấy được. Dạ. Ôi, chào mừng các bạn quay lại kênh của Mr. Lịch Bạch nha. Hôm nay Salon Anh Tâm có tiếp nhận một ca phun chân mày cũng khá là đặc biệt đó bạn. Cô ấy mới vừa trải qua một cuộc hóa trị vì khối u ác tính. Thì bây giờ cũng xong rồi, hóa trị xong rồi. Bây giờ đi cô ấy làm lại cặp chân mày. Mới vừa trải qua cuộc hóa trị liệu cho nên tóc quay lông mày là bị rụng hết mấy bạn ơi. Rồi bây giờ mời các bạn theo dõi ha. Bởi vậy đừng có tin.
Nên hôm nay chị bảo em làm tự nhiên, em muốn làm tự nhiên cho chị. Nhưng mà đến lúc sau một tháng á, chị thích đậm nữa thì chị tới em bảo hành cho chị. Mà làm cái này nó mình không có biết ý của chị là tự nhiên là tự nhiên theo kiểu làm sao. Có nhiều người thì tự nhiên là tự nhiên thật, có nhiều người thì tự nhiên theo kiểu mà đậm á, tự nhiên đậm đậm á, chứ không phải là tự nhiên mà nhạt nhẹ nhàng đâu.